tới đây chúng tôi mới đào tạo thành công một nữ ca sĩ. Sắc đẹp thường thôi, nhưng giọng hát bén lắm. Nữ ca sĩ Phi Ngựa. Xin lỗi nha, sau 4:30 chưa biết ai vào hơn ai. Nhìn mày là mình, mày là cái thể loại mà chân mới về đầu ngõ mà mỏ ra vào trong toilet. Nghĩ sao vậy trời ơi, áo sơ mi đàng hoàng tự nhiên bận quần thun mà bỏ vô quần làm gì? Kệ họ nha, hãy nhìn lại mình đi, không có ông già rồi sắp chết rồi mà không cánh sen hết trơn. Thấy không? Để gửi hình ở trong Yahoo. Yahoo. Zalo, Zalo. Nói tầm bậy tầm bạ. Màn đêm đã buông dần. Đèn hiu hắt cô hồn. Gì vậy? Cô của anh. Phụ nữ chỉ là hạt cát trên sa mạc. Mày dữ vậy? Mày đàn ông dữ vậy? Đàn ông chỉ là giọt nước trên biển khơi. Trời ơi, dữ dữ. Chỉ có BD là vũ trụ. Ông đứng tới đâu hột hả? Ngay chỗ cho con bú á. Anh ơi, quay qua. Gì đó em? Trời ơi, chiều cao ngay đó. Nhớ mẹ Lý một con. Bữa đó, cái thời đó là mình người mẫu nổi tiếng mà. Người mẫu nổi tiếng hả? Hà tới đập cửa. Mở cửa ra. Ủa gì em? Ngồi sao nữa? Anh mệt quá mà em đập cửa rầm rầm vậy. Ngọt, Hà trả lời sao? Anh ơi, đừng bỏ em những lúc như thế này. Quy Hương là chùm khế ngọt trên đọt có trái khế chua. Một người đi xa Quy Hương về thấy Quy Hương thay đổi bất ngờ. Sao thay đổi quá vậy? Có một ngày đẹp trời điện thoại, anh dắt em lên công ty chơi. Rồi sao? Ừ, tao nói công ty, tao nói chỗ địa chỉ công ty, tao nói không dám tới. Mẹ tao nói ở đâu? Tao nói chỗ tao làm nó không dám tới. Ở đâu? Công ty mẹ đâu? Nhà xác. Có nhỏ kia nữa, nhỏ ca sĩ gì mà hát cái giọng bén lắm, giọng tốt trên trời á. Con nào? Con gì? Phi Nhung á mày. Trời ơi, cái con đó là thần tượng của tao, nó đẹp lắm đó mày. Ôi, mày nói sao thấy nó xấu với mẹ. Alo, chị Nén gọi Diều Hâu. Alo, Diều Hâu bị nướng chưa? Alo. Alo. Ở trong này có cái gì vậy? Kệ mẹ nó đi nha. Có con chim vằn khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mặc thẹo đầu đinh, đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào màu bầm tím, chim đập cô sơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vằn khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Chị, tôi biết là chị đau, tôi thông cảm với chị lắm mà chị có thể rên nó văn học chứ không chị? Ngứa ngứa thấy mẹ nè. Hát nó phải nho nho vậy đó. Ờ, ngộ ha. Giống như bị con kiến chui đi đâu đó vậy đó. Rồi phải nho nho cho con kiến nó sợ. Nó chạy hoảng loạn, nó chạy, nó gặp con kiến chúa sợ quá nó chạy ra. Tiền ta, ta lái ta cầm nát, tiếng Việt phạm biệt ta cầm bắp nà. Chị nói gì vậy? Tôi cũng biết giờ tôi nói gì hết. Tao còn biết tao nói gì nữa. Đây, tôi đỡ lên. Cái gì? Đang đạp con kiến chúa. Vô gì? Sao mười mấy ký không đạp, đạp ngay chỗ 2,5 lạng. Thụ có quen nhỏ bác sĩ mà thẩm mỹ. Nó là chuyên hút mỡ luôn. Hả? Mà đặc biệt nó mập như con heo vậy. Má hình như nó hút mỡ ra sao nó uống vô hay gì á. Đi ở đây chơi tao đi. Tới đâu gì vui đâu chơi. Ê, đứng xa xa ra. Thấy không? Không hợp leo núi. Dạ chào ba, ba mới về ạ. Con. Dạ. Con khỏe không? Dạ khỏe. Mày làm cái gì vậy? Nguy hiểm luôn, rình rập xung quanh chúng ta. Cái gì vậy? Đó là con của tao mà. Con có thể cắn cha bất cứ lúc nào. Có người chứ phải chó đâu mà cắn. Sắp tới vợ rồi phải không? Dạ, con sắp cưới vợ rồi. Vợ tên gì đó? Dạ, vợ con tên là Thúy. Mà y ngắn bà... hay y dài? Y ngắn là Thúy mày ơi. Mày tào lao quá. Dạ, Thúy mà bạn bè kêu là Thúy Điệu. Thúy Điệu à? Dạ. Có chảy nước không? Mai mốt đừng bỏ áo quần nha. Đụng hàng. Đụng hàng. Chú học trường mầm non hả chú? Bây giờ tao hỏi mày nè. Hỏi đi. Bao nhiêu chỉ một cây? Trời ơi, còn hỏi nữa. Đâu, mệt ghê. Trả lời đi. Một cây bao nhiêu chỉ? Một chỉ một cây. Biết giờ hỏi chi?
Đồ nhà này vui á. Nhà này vui á, nuôi chó mà chùm mền. Gì vậy? Đi âm. Dạ thưa bác, dạ con xin thề. Cái phong trào vô này thề ở dưới không vậy ta? Ai biết đâu, tụi tôi có cục hít đâu đó. Để đây. Giờ để đâu? Để đây. Rồi, dạ thưa bác, con xin thề. Hỏi đi, hỏi thề. Sao vậy? Hết pin rồi. Chất chịu đựng con người có giới hạn nha. Nha. Ba. Vì mày tao ngồi thêm ba nốt nhạc nữa. Thề có ba. Mày sướng chỉ có một phút mà tao cực một đời nè. Sống cháy có số. Không cháy trước thì cháy sau. Mình cháy trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Mày nói cái gì vậy? Con nói là con không có bầu. Ô vui quá xá là vui. Nhà trai thúi quắc, bên gái bắt đầu vui. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa đây em trễ một tháng mà hắn biết ha đó. Wow. Chị.